Các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì đây cái căn nhà đây là cái nhà vừa mình đi là hệ thống điện nha các bạn. Đây. Đây là camera. Thì camera cũ người ta đi nè. Vừa mình đi mới lại, chờ nó ta xây xong mình đi mới lại đi nổi nha các bạn. Đây, mình đi nổi. Đây lúc trước đi nổi vừa người ta đập ra ốp tường. Nâng máy lên nha. Đây như mình nghĩ là đi lại thì khoảng, nếu mà đi nổi á khoảng 5 công các bạn. Nhà đây đi nổi khoảng 5 công. Lại hệ thống điện chưa tính nước á. Phòng ngủ 2 phòng ngủ nha bạn. Đây 2 phòng ngủ. Đây, phòng ngủ cái này nữa. Khi đó thì mình sẽ thiết kế một cái công tắc bật ở đây. Đây là nhà bếp, nhà vệ sinh. Mạch tiền đó các bạn. Đây là mạch tiền. Bề dài của nó 12 mét các bạn. Bề sâu của nó là hình như là khoảng 15 mét thôi. Bề rộng của nó 12 mét thì bề dài của nó 15 mét. Bắt rộng. Đây mạch tiền quốc lộ 13 luôn các bạn. Đây quốc lộ 13 này. Hiện tại thì mình đang làm cái kênh đây là ở gần thị trấn Sa Huỳnh, ngay chỗ đèo núi này mà, gần tới Sa Huỳnh, mà thuộc địa phận Quảng Ngãi các bạn. Đấy, quay rồi xe này mình đi lại cái hệ thống điện mình quay cho bạn xem. Rồi, đó là mình nói phần thô. Bây giờ mình sẽ nói cái phần mình đã làm xem rồi nha các bạn. Đây mình vô là mình đắp cái tủ điện trước. Đây là tủ điện mình đắp. CPV 42 nha các bạn. Mình đang đắp luôn. Đây, thì trần lên con đơn mình đắp luôn. Đây có camera. Cái này thì mình có được công tắc. Đây có ấy nó lắp cái công tắc sai, bắt buộc phải công tắc phải để trên, đây công tắc để dưới là sai để sửa lại. Đây mình đi điện nổi cái cho cái nhà này. Rồi phía bên này là trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ thì chủ nhà người ta kêu lắp là công tắc đảo chiều các bạn. Đấy, mình sẽ lắp công tắc đảo chiều để đi vô là bật và vô trong chỗ này ngủ là tắt. Đây nó cũng lắp công tắc sai luôn này. Ai mà lắp công tắc ở nền phía dưới vậy sửa lại hết. Đấy, dùng công tắc đảo chiều luôn. Đây, mình vô cái phần bên này. Phần bên này người ta cũng ở nhà người ta cũng yêu cầu là lắp công tắc đảo chiều luôn. Vô bật và vô ngủ là tắt. Đây là lắp công tắc ở trên chiều đó. Biết là lắp sao nữa. Sửa lại toàn bộ. Ok.
công tác đảo chiều hết, tất cả các phèn này làm công tác đảo chiều hết. Đây phía nhà bếp, nhà vệ sinh bữa, nhà vệ sinh đây thì có máy nước nén các bạn, CB máy nước nén này, đây CB máy nước nén, hai công tắc đèn, đèn nó sáng, đây máy nước nén, máy nước nén trực tiếp, công tắc bên này thì dùng cho nhà bếp và phía ngoài. Tiếp tục tay vô còn mũ master nha bạn, cũng đang lên YouTube đó mà. Còn đây cũng lớp để công tác đảo chiều luôn nè, chỗ đó sơn luôn ấy vô bạc và qua phía kia là tết không đi chưa ấy trời. Đây CV mình chưa lớp mình lại vô nha, còn một trăm sơn chính hãng hầu luôn, là xương nước á, xương dầu luôn. Biết keo rộng mà biết nào không? Cô đã giới thiệu xem. Đăng ký kênh cho mình nhé.